Sinh ra và lớn lên tại vùng nông thôn, tận mắt chứng kiến nỗi vất vả của người nông dân, chàng thanh niên trẻ Nguyễn Văn Sơn không đành lòng khi nông sản làm ra bị thương lái ép giá. Sơn quyết tâm đưa các sản phẩm nông sản lên sàn thương mại điện tử, mở ra một hướng đi mới cho riêng mình, giúp bà con tiêu thụ nông sản với giá cả ổn định, tránh tình trạng được mùa mất giá. Thường thường sẽ được tầm khoảng 4 đến 5 quả, 3 để tay người tiêu dùng nhá. Thì bản thân em khi em đưa lên được, em được quảng bá nông sản của bà con nông dân và đưa đến tay người tiêu dùng những dòng sản phẩm to, ngon và tươi ngon nhất ở khu vực bà con đang canh tác, thì em cảm thấy rằng là rất là vui và hạnh phúc. Vì bản thân em năm nay có 23 tuổi thôi, nhưng em đang thực hiện ước mơ dang dở của bố mẹ là đưa đến tay người tiêu dùng những sản phẩm hoa quả tươi ngon nhất. Khởi nghiệp từ con số 0 tròn trĩnh, chàng thanh niên này đã từng rơi vào cảnh vỡ nợ khi bắt tay vào kinh doanh nông sản. Từ bỏ việc kinh doanh truyền thống, anh bước vào con đường thương mại điện tử từ 2 năm trước. Khó khăn có, thất bại có, nhưng anh chưa từng bỏ cuộc. Có những ngày đầu tiên em đã vận hành đây khoảng 2 tháng rồi, em đã bị khủng hoảng tinh thần. Bán hàng, lỗ lực bán hàng trong vòng 2 tiếng không được đơn hàng nào. Tiếp tục và duy trì trong vòng 2 tháng. 2 tháng liên tục bán không được một đơn hàng nào. Để xây dựng thương hiệu cá nhân cho riêng mình, Sơn đã dành nhiều thời gian, công sức để học hỏi những người đi trước, xây dựng lộ trình bài bản cho riêng mình. Với cách làm khoa học sáng tạo, đến nay anh đã thành công trong việc tạo dựng thương hiệu Hoa Quả Sơn Tây Bắc trên nền tảng TikTok và Facebook với hàng trăm nghìn lượt thích và trên 30.000 lượt theo dõi. Thực ra là cái sàn thương mại điện tử rất là hay. Vì sao? Vì chúng ta có thể ở nhà, chúng ta có thể bán hàng toàn bộ những người mà đang sử dụng nền tảng mạng xã hội đó, và như kiểu là chúng ta bán hàng thì không cần qua trung gian và chúng ta có thể đưa trực tiếp đến tay người tiêu dùng. Lợi ích của bán hàng ở trên sàn thương mại điện tử là được bùng nổ, có thời điểm rất là bùng nổ. Vì làm sao? Vì được có thể đưa tiếp cận rất là nhiều người và người ta có thể hưởng, người ta nhìn về, người ta đủ lượt traffic về mình và mình có thể giới thiệu hết mùa này sang đến mùa khác. Trong vòng 1 năm qua, anh Sơn đã đưa được 4 sản phẩm nông sản lên sàn thương mại điện tử là mận hậu, xoài Yên Châu, ớt Palermo và na thái Mộc Châu, với hàng nghìn đơn hàng được bán ra, giúp người dân địa phương tiêu thụ vài chục tấn nông sản các loại với giá cả ổn định. Như ngày trước là những người lái buôn, người ta đến, người ta cất buôn. Thế còn bây giờ là có một đứa cháu là nó cũng bán hàng na ở trên TikTok. Thì là nó cũng lấy của tôi là cứ đều đặn hàng ngày, suốt từ đầu vụ đến bây giờ, coi như bây giờ là vãn rồi. Thì giá cả là cũng hợp lý. Với khát khao và sự quyết tâm của tuổi trẻ, anh Nguyễn Văn Sơn biết biến ước mơ thành hiện thực, đưa các sản phẩm nông sản lên sàn thương mại điện tử, mở ra một hướng đi mới trong việc quảng bá tiêu thụ các mặt hàng nông sản ở Sơn La.